nhiều yêu, yêu, xin chào anh em đã quay trở lại về kênh của bình luận viên riaki à, hôm trước à hôm trước là có một phụ như này à, có một bạn bạn ý hỏi tôi là theo ý kiến của tôi thì đâu là đội Việt Nam thành công nhất đấy nhân cái chuyện mà hôm trước tôi làm video à, về à, câu chuyện lịch sử của P Sport và Heavy tất nhiên tôi sẽ làm cả team khác nữa À, những team họ đã từng giành được những thành tích ở free fire Việt Nam ít nhất là như vậy thì có một bạn bạn đặt câu hỏi với tôi là 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 đội nào theo ý kiến cá nhân của tôi thì là đội nào là thành công nhất cả về mặt quốc nội và mặt quốc tế đấy ở free fire Việt Nam thì à, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vụ đó <laughs> đấy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vụ đó và Tất nhiên là mỗi người à, Thực ra nhá nếu mà đứng về khía cạnh của fan Nếu các bạn là fan của Các bạn fan WAG đi đấy, Thì các bạn sẽ cho rằng là WAG Với thành tích top 4 và top 5 thế giới trước đây Thì là Là đội thành công nhất đấy Và cũng có những chiếc vô địch quốc nội Thì gọi là đội thành công nhất ở Việt Nam Có bạn thì bảo là à, đội HV Sport là có bình một chiếc cúp vô địch quốc tế hiếm hoi của Việt Nam đến thời điểm này thì là là thành công nhất có bạn thì bảo là Team Flash mới là thành công nhất Vì mặc dù là quốc tế thì không có cúp Đấy, nhưng mà ở quốc nội thì họ thống trị với rất nhiều lần vô địch Đấy, thì, thì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại xem là đội nào mới là đội mà gọi là đếm cúp Đấy, bây giờ chúng ta gọi là cuộc đua đếm cúp đi Đấy, gọi là thắng làm vua mà mình thua thì mình đếm cúp Thì để xem là trong suốt từ thời kỳ bắt đầu phát triển của Free Fire Việt Nam chuyên nghiệp tức là từ mùa giải đấu trường sinh tồn mùa đầu tiên cho đến tận bây giờ và bao gồm một số những cái giải đấu khác nữa thì đội nào là đội được coi là thành công nhất bởi vì ấy nó sẽ dẫn đến một số câu chuyện như thế này có một số đội thì được mua lại lay up thế nên là họ có được tính là vô địch việt nam hay không ví dụ như là thầy beo thi đấu trong màu áo của cả butter sky và cả màu áo của flash Free Fire và tổng cộng có bốn chức vô địch việt nam bốn chức vô địch vfl thì cái chức vô địch đấy được tính cho đội nào tính cho Buster Sky trước đây hay là tính cho team Flash thì chúng ta cũng sẽ 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 chúng ta cũng sẽ cùng nhau làm rõ ấy, trong cái video này có thể là video này nó sẽ mang tính gọi là thống kê mà thôi đấy nhưng mà trước hết ấy, thì chúng ta phải xem là những cái giải đấu của của bên Gaina ấy thì thật ra từ khi mà cho Free Fire ra đời chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái list giải đấu đây là cái list giải đấu từ năm 2019 cho đến giờ từ năm 2019 cho đến giờ thì chúng ta nhìn thấy đã có rất nhiều các giải đấu mà được tổ chức từ năm 2019 đến giờ và đã được ghi lại trong lịch sử ví dụ như giải đấu đầu tiên mà chúng ta làm đó là giải Arena Survivor 2018 đây cho các bạn thì tôi sẽ zoom to lên tôi sẽ zoom to lên cho các bạn xem thì đây là những giải đấu mà ở tầm quốc gia trở lên mà được ghi lại thì đây là những giải đấu mà bên Ghana FIFA họ có công nhận đấy giải đấu mà Ghana FIFA họ có công nhận ví dụ như năm 2019 Tức là từ đầu năm 2019 Thì ngày 6 tháng 1 đến 13 tháng 1 Năm 2019 thì đó là chung kết của Arena Survivor 2018 Đó là đấu trường sinh tồn Thì chúng ta có WAG là nhà vô địch đấy, Và Fort Hood là đội Hạng uh, nhì Thì đây chính là cái giải đầu tiên Mà cái giải này tôi cũng đã có hứa là sẽ uh, Sẽ sẽ uh, Có uh, Gọi là reaction lại cái giải đấu này Thời đấy thì FIFA nó rất là khác biệt Thì Đối với cả WG thì đây là một cúp và đây là cúp đầu tiên, đây là cúp chuyên nghiệp đầu tiên nhá. Những cái giải đấu trước đấy thì thực ra trước đấy thì Free Fire có tổ chức một số giải đấu mùa hè hồi mà kỷ niệm cái đảo thiên đường ấy. À, hồi hè 2018 nhưng mà giải đấy nó không phải là nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp mà ở đây thì chúng ta chỉ xét cái thành tích ở trên giải đấu thi đấu chuyên nghiệp mà thôi. Vậy thì là <laughs> ở đây thì chúng ta sẽ xét đến những cái yếu tố nào? Ví dụ như là đứng top 4 hay top 5 của một giải đấu thì có được coi là thành tích hay không? Thực ra ấy, ở trong các cái môn thể thao <laughs> Ở trong FIFA ấy <laughs> Thì thường thì họ chỉ tính đến top 4 thôi Thường họ chỉ tính top 4 thôi Còn từ top 5 cho đến top 12 Thì người ta không coi đó là một thành tích quá đáng kể Lý do vì sao như vậy Chúng ta nhìn vào cái phân bổ tiền thưởng của các giải đấu Ví dụ như là chúng ta nhìn vào phân bổ giải thưởng của giải đấu gần nhất Ở thời điểm hiện tại đó là giải <laughs> đây ở đây nó sẽ có các cái thể loại ở đây thì bên Liquidpedia họ chia ra thành tier 1 event, tier 2 event, tier 3, tier 4 Thì thường là cái tier 4 và tier 4 này thì nó cỡ như kiểu giải tay to buổi tối của tôi ấy Nó là giải kiểu nó là giải kiểu uh, vui vẻ, scream hoặc là giải giao hữu uh, Ví dụ như là Việt Nam Antimed League ngày xưa của tôi thì cũng được tính là một giải uh, tier, tier 4 Đấy, Một giải cấp độ 4 thì uh, cái này cũng là một cái mà cái này cũng là một cái mà chúng ta cần chú ý đến, hoặc là ví dụ như một số giải gọi là tier 3. Đấy, tier 3 thì ví dụ như là giải ESL thì sẽ là tính là tier 3, tức là những cái giải mà không phải do bên Garena Free tổ chức hoặc là do Free tổ chức nhưng mà nó nằm ở một cái quy mô nó nội địa của một quốc gia. Uh, tier 2 event thì nó sẽ là những cái giải mà sẽ có suất đến thẳng với chung kết thế giới. Trước đây, Đấy, ví dụ như là giải Arena Survivor, trước đây Tức là giải đấu trường sinh tồn trước đây thì chúng ta có thẳng suất đến với chung kết thế giới chúng ta sẽ gọi giải này là tier 2 đấy những ví dụ như cái giải Việt Nam phô 2024 Spring hay là phô 2024 uh, uh, C 2024 Việt Nam Việt Nam 2024 Spring hoặc Việt Nam 2024 Fall vừa rồi cái giải mà vừa rồi mà hùa eSports họ vô địch ấy thì giải đấy sẽ chỉ được tính là giải tier 3 thôi đấy vì nó không có suất đến thẳng chung kết thế giới mà ngang với cả đấu trường sinh tồn bây giờ ngang với đấu trường sinh tồn ngày xưa thì bây giờ là giải FIFA World Series C vì đó mới là cái giải mà đến với chung kết thế giới còn ví dụ như là giải Tier One đấy giải gọi là Tier One Event giải lớn nhất thế giới thì nó chỉ có ba giải được công nhận ở thời điểm hiện tại một là Global Finals hai là Esports World Cup và ba là Esports uh, uh, Snapdragon Pro Series Mobile Master giải này nó không phải là giải vớ vẩn đâu anh em nhé Giải này nó không phải giải vớ vẩn đâu Đấy, giải nó không phải vớ vẩn đâu Đó là, nó là giải đấy Nó là, nó cũng được tính giải ESL cũng Được tính là tier 1 Đấy, của cái game này Ví dụ những năm trước thì chúng ta có ESL uh, Có uh, Sea Invitational Đấy, gọi là giải châu lục Có nhiều nước, nhiều khu vực Trong game tham gia Hay là World Series Thì cũng là giải tier 1 Thì các bạn nhìn thấy ở đây này Ví dụ như là những cái bên như là bên Liquidpedia ấy, họ chỉ vinh danh đúng hai hai đội. Một là đội vô địch và hai đội á quân thế thôi. Còn thật ra từ đội hạng 3 trở xuống ấy là coi như là quên. Đấy hạng 3 trở xuống là quên. Tức là đối với cái fan của đội đấy đối với fan của đội đấy thì họ sẽ còn nhớ uh, cái chức vô địch đấy hoặc là ví dụ như là khi mà quảng bá cho uh, khi mà ví dụ như Gaina Việt Nam chẳng hạn quảng bá cho đội uh, WG đi thì họ sẽ nói là ở ừ, WG là top 5 thế giới năm nay, top 4 thế giới năm kia. Đấy, tất nhiên là ví dụ như cái top thấp quá thì thôi có lẽ là sẽ không đề cập tới. Đấy, hay là ví dụ như nói tới uh, nói tới ví dụ như chúng ta sẽ thấy rất là kỳ nếu mà nói ví dụ P Sport và God of War là top 11 và top 12 uh, Free Fire World Series 2023 thì nghe nó khá là nghe nó khá là buồn cười. Uh, và thực ra thì top 4, top 5 thì ở bên nước ngoài bên Thái bên Indo tôi không thấy họ sử dụng cái đấy nhiều họ chỉ tập trung vào hai đội một là nhà vô địch hai là Á quân thì thực ra là tại vì là trong tiếng Anh thì nó mới có gọi là uh, winner đấy là nhà vô địch hay là champion là nhà vô địch rồi runner up là Á quân uh, ví dụ first runner up là Á quân uh, là Á quân uh, second runner up là đội hạng ba ví dụ như thế chẳng hạn hoặc là đội hạng ba nó gọi là third third place đấy chứ còn từ fourth place tức là từ hạng tư đổ đi thì họ ít khi mà họ, họ gọi là uh, họ ít khi họ uh, có, có cái sự gọi là đề cập tới thì cái này chúng ta cũng thông cảm đấy cái này chúng ta phải thông cảm nghĩa là đối với mỗi giải đấu ấy khi mà một cái trò chơi mà nó đã trải qua rất nhiều giải đấu rồi thực ra về sau họ chỉ nhớ đến cái đội nào mà có cúp thôi đấy thì đấy là cái cách mà mà bên nước ngoài đang vinh danh, Còn tất nhiên ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta vẫn nói ở ờ, ngày xưa WG top 4 top 5 thế giới rất đáng tự hào, thì đấy là cái cách mà chúng ta nhìn nhận của các đội Việt Nam gọi là từ phía Việt Nam một khi chúng ta làm truyền thông. Tại vì thực ra chúng ta không có quá nhiều cơ hội để chúng ta nâng một chiếc cúp của một giải đấu nào đấy. Ví dụ như tại sao lại nói rằng là cái chức vô địch của HQ Sport ấy nó là một trong những thứ mà đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn À, rất khó để có thể giành được bởi vì là cái cúp ở HW Sport ấy nó được tính là cúp tier 1. Nó là tính là cúp tier 1 tức là cúp ở cấp độ cao nhất. Đây các bạn có thể nhìn thấy là đây nhá, tôi sẽ điểm lại các cúp tier 1 từ trước đến nay. Ví dụ như là Free Fire World Cup năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan và đội là Evos Capital tức là Evos Divine sau này ấy là vô địch Đấy, hay là FIFA World Series 2019 thì là Corinthians vô địch thì đây là hai giải đấu duy nhất được tính là Tier 1 đấy tức là cấp độ cao nhất cấp độ toàn cầu hoặc là cấp độ toàn châu lục với rất nhiều các khu vực cùng tham dự thì đó là giải Tier 1 tiếp theo là đến năm 2020 thì chúng ta có ba giải tổ chức song song cùng một lúc đó là Continental Series 2020 bao gồm Asia, MM uh, uh, đây là Europe and uh, Middle East in Africa tức là khu vực EMEA tức là khu vực châu Âu, Trung Đông và và châu Phi thì đây là cái giải hồi đấy là đội uh, Sporra một trong đội rất mạnh um, vô địch. Đấy các bạn nhìn thấy cái location không? Các bạn nhìn thấy cái location mà họ ghi ở đây không? Đây. Cả Europe, Middle East và Africa đây. Hoặc là ví dụ như là America tức là khu vực Nam Mỹ thì có team Liquid lúc đó vô địch. Đấy của cái giải FIFA Continental Series 2020 thì đây là đây là giải Tier 1. Đến năm 2021, chúng ta chỉ có 3 giải Tier 1, 3 giải cấp độ cao nhất. Một là World Series 2021 Singapore, nơi mà Phoenix Sports vô địch giải đấu mà đây là tiền thân của Buriram United Sports sau này. Tiếp theo là MMA Invitational 2021, tổ chức vào giữa năm. Thì chúng ta có Trident Clan, Trident Clan là họ vô địch giải đấu này. Và cuối cùng đó là Asia Championship năm 2021 thì chúng ta có HQ Sport thì đây là ba giải Tier 1. Ba giải hạng cao nhất của Free Fire vào năm đó. Thì thực tế cái cúp này ở HQ Sport như tôi đã nói rồi, nó có một cái mức độ nó có một mức độ quý giá kinh khủng khiếp đối với chúng ta. Có thể nhiều bạn nói rằng là ui vô địch mỗi châu Á ăn thua gì? Đấy, vô địch châu Á ăn thua gì? Nhưng mà bạn nhớ là ngày đó cái giải này quy mô nó rất lớn nó lớn khủng khiếp ở chỗ là có 7 cái khu vực khác nhau trong đông châu á tham gia tức là có 7 đội được vào sẵn trong chung kết và có 24 đội khác tức là tổng giải này nó lên tới tận ba đội và có 24 đội khác phải bắn play ins để mà có thể có 5 suất 24 lấy 5 vào bắn với 7 đội có sẵn trong chung kết mà HQ Sport ở vô địch ở giải đấu đó Thì phải nói đây này Cái số lượng cái chỗ P này Đây là số lượng team chơi tại giải đấu này là 31 và cái giải của HQ Sport tham gia ngày đó là giải có quy mô lớn bậc nhất của Free Fire từ trước đến nay về số lượng đội tham dự 31 đội trong toàn châu Á thì cái giải Asia Championship này phải nói là đợt đấy bên A nào làm cũng khá là kinh và hạng nhì đâu đó là GPX Esports thì HQ Sport mà dù bây giờ họ giải thể họ giải tán rồi nhưng uh, cái cúp của HQ Sport thì cũng không một đội nào thừa hưởng lại được. Thế nên là cũng không một đội nào thừa hưởng, thế nên là nó vẫn là HQ Sport thôi. Thì uh, đây là giải Tier One Đến 2022 chúng ta có hai giải Tier 1 đó là Free Fire World Series Sentosa Attack or Vô địch và World Series 2022 Bangkok thì thật ra là cái World Series 2022 Sentosa này là tổ chức bù cho năm 2021 vì năm 2021 không có World Series vì uh, uh, dịch bệnh cái World Series năm đó không không thể tổ chức được. Vì năm đó thì dịch uh, COVID nó vẫn còn uh, đang khá là phức tạp. Rồi, thì đó là năm 2022 thì có hai giải Tier 1, đến 2023 chúng ta có 3 giải Tier 1, đó là giải World Series 2023, Magic Squad vô địch uh, Sea Invitational 2023 e Arena vô địch e Arena bây giờ thậm chí họ bay màu rồi Và tôi không biết là JV Sport có được hưởng lại cái cúp của e Arena hay không Nhưng hình như theo tôi biết là không Mặc dù là họ đã chuyển hết đỏ đội hình sang JV Đấy, Nhưng mà cái cúp của e Arena thì họ Cái tổ chức e Arena ấy họ vẫn giữ lại Tiếp theo là Snapdragon Pro Series Challenger Season Đấy, của khu vực Đông Nam Á Thì Sodara vô địch Và đây cũng là một giải được tính là Tier 1 Và năm đó năm năm nay thì chúng ta có ba giải tier one đó là mobile master thì chúng ta có reverse red hay là bây giờ tên là twitter smile vô địch tiếp theo là esports world cup là team falcons vô địch và world series global final 2024 thì cuối năm nay sẽ tổ chức và chưa biết đâu nào vô địch thì biết đâu ông việt nam vô địch cái trang đấy thì ví dụ như là ở đây chúng tôi tôi sẽ làm một cái bảng là cúp ở từ tier 1 và tier 2 chúng ta sẽ chỉ tính cúp từ tier 1, tier 2 và tier 3 thôi còn tia 4 thì nó là những cái cúp giao hữu thì thôi không 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 cần thì ví dụ như ở, ở cái hàng về team này ở cái hàng về đội này nhá tôi sẽ để đây là hq sport đi hq sport thì hq sport nó có nó bình một cái cúp tia một đấy gọi là một một cái cúp tia một đấy thực sự thì đây là một trong những thứ đây 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 là tôi đang chưa đây là tôi đang nói đến là cúp thôi nhá đây tôi nói đến cúp thôi chứ còn chưa nói đến chuyện là hạng mấy hạng mấy ở những cái giải khác nữa đây là tính cúp thôi tại vì thực ra về sau này sau khi mà giải đấu kết thúc rồi thì sau này khi người ta nhìn lại với eSports người ta chỉ nhớ đến là ờ anh có vô địch giải đấy hay không hay ít nhất là anh có phải là á quân giải đấy hay không hay ít nhất là anh có về trong top 3 hay không còn thực sự ấy là khi mà chúng ta nói về câu chuyện là top 4, top 5, top 6 thế giới các kiểu thì chính hát của eSports có một cái top 5 thế giới nhưng tất nhiên là tất nhiên là cái đó thì khi mà chúng ta nói cụ thể đội đó thì chúng ta nhớ đến thôi chứ còn Uhm, chứ còn thực sự là nếu như mà gọi là trên bình diện người ta đánh giá mà đi sport ấy thì người ta top 5 top 6 người ta không 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 nhớ đến quá nhiều. Cái đấy là cái mà chúng ta phải chấp nhận sự thật. Cái này là không phải là tôi hạ thấp team nào, nhưng mà thường người ta chỉ nhớ đến cùng lắm ở top 3. Đấy, còn bây giờ bây giờ hỏi chúng ta là năm 2019 ấy, đội nào đứng hạng 3 của Free Fire World Cup có khi đó chúng ta không nhớ FIFA World Cup 2019 Hay đội nào đứng hạng 3 của FIFA World Series Năm 2019 Không nhớ Thực sự không nhớ đến phải Chúng ta phải tra cứu lại Rất là phức tạp Hay là ví dụ như là Team Flash họ Có cái top 6 Thế giới năm 2019 Tại FIFA World Series Rio Cũng rất khó để cho chúng ta có thể nhớ được Thì đấy là Đấy là chức vô địch Đấy là chức vô địch của Của giải tier 1 Đấy Ví dụ ở đây chúng ta ghi là vô địch uh, Nhân 1 Đấy Có một chức vô địch của một giải uh, Tier 1 và năm 2000 nếu mà chúng ta thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm cúp trước đã. Đếm cúp trước đã. Đối với câu chuyện của HQ Sport chẳng hạn thì trong lịch sử tồn tại ở HQ Sport của Việt Nam thì ngoài cái cúp Tier 1 của Asia Championship ra thì HQ Sport còn giành được những cúp nào nữa? Thì đây tôi sẽ bắt đầu đếm lại cho các bạn xem những cúp nào nhá. Tại vì đây họ sẽ ở trên liquid Liquipedia họ có luôn cái cái danh sách những cái cúp họ giành được ở đấu trường sinh tồn 2020 mùa hè và mùa đông thì họ giành lần lượt là giành vào top 6 và top 8 à, những chỉ số không được tốt cho lắm đấy, sau đó thì đến à, đấu trường sinh tồn mùa xuân năm 2021 thì họ giành cho mình đó là chiếc á quân đấy và giải này được tính là giải tier 2 tại vì nó có xuất đến thẳng với chung cái thế giới tôi gọi là một một á quân đấy, đây là một á quân ở giải tier 1 đấy, à, á, á quân đấy, nhân một nhá chúng ta có thêm một Á quân Đây chúng ta đang nói về riêng của HQ Sport thôi Đấy, Thì chúng ta sẽ đếm các đội khác sau Video này có khi đếm khá dài Video tập đếm Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có World Series 2021 ở Singapore Thì họ về top 5 Top 5 thì thôi nhỉ Top 5 thì sao thôi Nhưng mà nếu mà top 5 này mà không đếm Thì thì top 5 này không đếm thì Thôi rồi Đếm top bao nhiêu lên thì hợp lý ta Đếm top bao nhiêu lên thì hợp lý ta Thôi rồi, tôi, tôi 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 sẽ tôi sẽ đến 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 với top 4 nhá. Đấy, cái này cũng là một cái đau đầu này, tại vì thực ra ấy, cái top 5 của HV Sport đấy thì thực ra có một số đội ở Việt Nam chúng ta cũng đã giành được những cái top 4 hay top 5 của khu vực rồi hay là của quốc tế rồi. Nên thực ra nếu mà không đếm thì có vẻ như là cũng hơi hơi tiếc. Một số những cái giải như là Bibuya nó gọi là giải tier 4 thì thôi, có lẽ giải tier 4 thì người ta không tính vào trong những cái thành tích chung. Đến một giải tier 2 khác là VFL Serie A 2021 Winter thì họ lại về thứ hai tiếp. Đấy, tức là họ có hai hai chiếc á quân dành cho HQ Sport. Á à quân á quân giải tia 2 nhá, hai lần. Đây cũng là giải tia 2 hai lần. Và đây là giải tia 1 thì chúng ta đã đếm chức vô địch của họ rồi. Tiếp theo là đến năm sau đó thì có một giải nữa là giải à, đến năm sau đó thì VFL Serie A 2022 Spring thì họ về hạng 3 Đấy, hạng 3 cũng là giải tia 2. Tôi không biết là hạng ba có nên đếm không nữa. Đấy, hạng ba, tôi không biết có nên đếm không. Đến uh, VFL Serie A 2022 mùa hè thì họ giành được chức vô địch. Đấy, thì gọi xanh chức vô địch đi. Chức vô địch tức là vô địch thì được một lần, còn á quân thì được hai lần. Đấy thì thôi uh, gọi tôi tôi, tôi đếm đến đây thôi. Có lẽ giải tia một thì chúng ta sẽ đếm nó xịn sò hơn. Đấy thôi rồi à, Đội này cho uh, tia uh, Có một cái hạng 5 nữa Hạng 5 thế giới Thì cho nhân 1 Hạng 5 Tôi gọi là 5 TH đi 5 TH plate uh, Nhân 1 tôi, tôi nghĩ là cái giải tia 1 này Thì chúng ta sẽ tính uh, Mấy cái vị trí mà cỡ khoảng top 6 trở lên Tại vì nó cũng là một cái gì đấy Nó cũng rất đáng tự hào Còn giải tia 2 này Thì tôi nghĩ là chỉ tính uh, chức vô địch và á quân thôi Còn hạng 3 thì cũng thôi Đấy, hạng 3 thì nó cũng hơi 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 bị xa. Đấy, hết rồi. Đấy thì thành tích của họ tôi nghĩ rằng là đối với những giải như này thì nó cỡ cỡ ở đây thôi, còn những giải tier 3 thì tier 3 thì có lẽ là thôi đi, tier 3 có lẽ là chúng ta cũng không 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 có nhiều giải tier 3 lắm, chủ yếu là trong những cái năm tồn tại ở Free Fire giải tier 1 tức là những giải toàn cầu và khu vực và giải tier 2 là những giải có suất đến thẳng toàn cầu và khu vực thì có lẽ là được tính nhiều hơn. Rồi, thì đấy là HQ Sport đấy là HV Sport. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một đội khác à, có lẽ là nhiều anh em quan tâm. Đấy, đấy là Heavy. À quên nhầm đấy là WAG đi. WAG thì à, họ là một trong những cái đội mà họ có cho mình sự xuất hiện rất sớm nhưng họ không có cúp Tier một nào cả. Mặc dù họ có tham gia hai à, giải đó là giải World Cup năm 2019 thì họ có một cái top 4 thế giới và một cái top 5 thế giới. Đấy. WAG. Đây, tôi sẽ viết WAG ở đây nhá. Đây sẽ là khu vực của HQ Sport HQ Sport đi Đây HQ Sport thì tôi sẽ chọn vào đây Nếu mà thoát sâu thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều người Hài lòng hoặc không hài lòng Nhưng ở đây tôi chỉ đơn thuần là tôi đếm thôi Đấy mình chỉ đơn thuần là mình đếm thôi nhé Đếm ngày sai em Đấy, Đơn thuần là mình đếm thôi chứ mình cũng không có Mục tiêu là để làm gì cả Chủ yếu là để cho anh em gọi là Nắm được thì ví dụ như là với WAG Đấy thì họ có một cái hạng tư Một cái fourth place Và một cái third place Đấy vào 2 năm là năm 2019 và năm 2023 thời điểm tương đối xa nhau và thực ra đây đây là hai hai đội hình WG khác nhau rồi à, tiếp theo thì chúng ta sẽ có WG có được mình một lần vô địch tia 2 là năm 2019 vô địch giải đấu chương sinh tồn đầu tiên đấy, đấy là giải có một chức vô địch x1 đấy. và trong những cái năm sau đó thì cái đội WAG thì họ còn có những cái thành tích gì nữa thì ta sẽ xem luôn cái thành tích của họ. Đây. Một chức vô địch năm ăn này. Tiếp theo là các giải sau thì họ thi đấu nó không quá thành công. À, VFL Spring 2023 Class Squad thì họ có được bình đó chức vô địch. Giải này làm giải tia 2. Nhưng mà tôi không 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 dám chắc lắm là cái mảng tử chiến này vì mảng tử chiến này nó sẽ không có là mình cái thôi rồi, cái chức vô địch tử chiến này tôi sẽ để sang một bên. Đấy, tại vì cái này tôi đang chỉ tôi đang chỉ tính đến đó là sinh tồn thôi. Đấy, tôi đang chỉ tính đến sinh tồn thôi, còn uh, vô địch tử chiến thì tôi sẽ uh, gọi là đặc biệt nhé Đặc biệt. Uh, phụ. Đấy. Thì họ có thêm một chức uh, vô địch uh, tử chiến. Đấy, CS đấy nhân 1. Cũng là một thành tích, cũng là một thành tích đáng chú ý. Nhưng mà cơ bản là cái này thì chúng ta đang chỉ tính là cái mảng sinh tồn thôi tại vì là tử chiến thì chúng ta lại không có giải chung kết thế giới tử chiến ngày trước thì tôi đã có đề xuất ở bên Ghana là sao không làm cái giải chung kết thế giới tử chiến để cho nó có khi là Việt Nam lại ăn đấy đấy có khi là tức là sinh tồn là battle royal ấy. đấy tôi nó bảo là tại sao lại chúng ta không làm cái giải à, à, tử chiến đi biết đâu Việt Nam lại ăn tại vì Việt Nam chúng ta có cái 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 khả năng chơi về mặt tử chiến chúng ta rất là tốt đấy chúng ta chơi tử chiến nó rất là tốt thì tại sao chúng ta không 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 đầu tư làm cái giải tử chiến thì có phải là có là có khi là lại ra gì đúng không anh em có khi là ra gì có khi nó lại đàng hoàng đấy, có khi chúng ta lại thắng à không thứ hai chúng ta có một giải tử chiến đông nam á nhưng mà giải đó thì giải đó thì thái lan cũng vô địch thì phải đấy giải đấy đây chúng ta cũng có một giải giải đấy nó là giải uh, đây free fire class squad c cup thì giải này thì WG về đồng hạng 5 đến 8 chúng ta bị loại tương đối sớm ở ừ, thế thì tử chiến chúng ta cũng hơi khó nhỉ rồi về uh, VFL Summer 2023 thì chúng ta có một cái top 3 và Summer 2023 Class Squad thì về top 4. Đấy là cái uh, VfL Summer của mùa sau đó năm ngoái. giờ lúc này nó đi ở mới comeback lại và họ được hạng 3 của chung kết VFL mùa hè 2023 không phải Á à quân. À, chúng ta cũng uh, có tính uh, hạng 3 không nhỉ. Nếu mà tính hạng 3 thì HQ Sport cũng có nhiều phết. <laughs> tao rồi chúng ta sẽ tính Á quân giống như là những gì mà trong giải họ ghi thôi. Ok, ngoài ra thì năm nay thì WGO chưa có cái thành tích nào quá nổi bật Đấy, thì đây là những thành tích có thể coi là lớn nhất của WAG Đấy, họ có hạng tư và hạng 5 ở một giải tia 1 Và hạng HQ Sport thì là vô địch này Có hai lần á quân và một lần vô địch Đấy. Rồi, tiếp theo nhá Chúng ta sẽ đến với một đội khác cũng có rất nhiều thành tích đi Heavy đi, sẽ điểm qua một số team lớn là một số team có Rồi chúng ta đến với Heavy Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Heavy Heavy thì họ có gì Heavy Chúng ta sẽ tìm team Heavy nha Heavy Chúng ta sẽ tìm Heavy Đây là Heavy này bây giờ gọi là thoát sâu đếm đếm cúp thoát sâu đếm cúp Hôm trước là chúng ta vừa làm lịch sử của Heavy rồi Heavy có một lần vô địch Việt Nam Tức là một lần vô địch tia 2 Và trước đó có một lần Á quân nữa Một lần Á quân và một lần vô địch tia 2 Rồi tôi sẽ viết vào bên tia 2 ở Heavy là vô địch X1 này Á quân X1 ờ, Cũng ghê đấy chứ nhỉ Cũng ghê đấy chứ Này Tiếp theo là hạng 3 ở 2021 Spring Cũng là một hạng khá cao Nhưng mà bởi vì chúng ta thống nhất Là đối với giải tia 2 thì chúng ta sẽ Đối với giải ở cấp độ tia 2, để tia 2 thì chúng ta sẽ chỉ lấy đến vô địch và á quân thôi. Đấy, hạng bài hơi đen. Đấy, tiếp theo là hạng nhất của giải Bibuya này thôi bỏ qua. Hạng 4, không có cái hạng 2 đâu ạ. À. Và Bibuya hạng 2 này, vãi trưởng. Hạng 4 của VFL Summer. Asia Championship tia 1, họ có ra bình một cái hạng 4 của khu vực. Đấy, họ có một cái hạng 4 của khu vực. Hạng 4, 4 uh, place nhân 1. Ô thế thì cũng cũng khiếp đấy chứ. Cũng khiếp đấy chứ. Và tại vì là giải Asia Championship này là được đánh giá giải tier 1 tức là ngang với cả World Series năm đó vì World Series năm đó không không tổ chức nhá. Đấy, cũng ghê. Tiếp theo là có một cái hạng tư tại Spring 2022 và một cái hạng 6 ở Summer 2022. Thôi hai cái này thì tèo. Tiếp theo là một giải họ vô địch thì đó là giải tier 3 chúng ta sẽ không tính vào đây rồi những năm sau đấy thì uh, ok như vậy là heavy chúng ta có của heavy đó là uh, một cái hạng 4 tại uh, giải cao nhất lúc đó là một giải tia một và một chức vô địch của một chức á quân của một giải tia 2 uh, heavy cũng khá xịn heavy cũng khá xị nhưng mà tuy nhiên thì hệ số phụ uh, tức là giải uh, tử chiến họ không có p spot p spot P Sport thì chúng ta sẽ tính là từ bắt đầu từ năm 2000 từ lúc họ gọi là MDH đấy chúng ta sẽ tính cho họ là từ lúc họ là MDH tại vì là đấy là lúc mà Phước gọi là nhận team còn cái giai đoạn mà Phước thi đấu cho team Flash ấy, thì nó sẽ là thành tích của team Flash đấy, bởi vì team Flash họ giữ lại cái thành tích đó. OK chúng ta sẽ tính đến P Sport nha, chúng ta sẽ tính PE Sport. B Sport có lẽ tôi sẽ chỉ tìm những cái đội gọi là nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại thôi còn ví dụ như ở uh, tí nữa ta tìm nốt ở Vi Minh những cái nhà những cái đội mà từng vô địch Việt Nam thì chúng ta đều rất tôn trọng rồi đối với P Sport thì họ có cái gì ta P Sport thì ôi có nhiều team ở dưới đây này P Sport thì uh, cái thành tích thi đấu nó khá ngắn gọn Đấy, hạng 3 họ có một chức vô địch tử chiến năm uh, mùa hè 2023 Đấy, vô địch tử chiến nhé Tôi sẽ copy từ bên uh, WG xuống Họ có mình một chức vô địch Việt Nam uh, Họ có hạng 8 của C invitationer ừ. Thế này cũng không uh, cũng không giòn lắm Đây là P-Sport Và họ có chức vô địch của Battle Royale Có một chức vô địch Việt Nam một chức vô địch Việt một chức vô địch giải tia 2 và P Sport thì giải thế giới thì họ có cho mình một cái á quân. Một cái á quân của một giải tia 2. Đấy, á quân của giải cái giải FIFA World Series Solid Caesar Spring 2024 nhá. Chỉ được tính là giải tia 2 thôi. Theo cái cách tính của bên Liquidpedia. Đấy, bởi vì giải này nó 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 có xuất trực tiếp đến chung kết thế giới nhưng nó chưa phải chung kết thế giới. Đấy. Và họ chỉ có cho mình nó là cái tia 2. Đấy, tia 2 nhá. Đấy tức là tính ra một số những cái đội mà thi đấu thành công VFL ngày xưa ấy là có lợi nhá, là rất có lợi nhá, tức là bởi vì là P sport này là thậm chí là họ còn không có cái họ, họ mới tham gia một duy nhất một giải Tier 1, tức là giải đây họ mới tham gia một giải hai một giải Tier 1 là World Series 2023 thì họ chỉ về top 12 thì thôi, chúng ta không tính thành tích nữa, để chẳng hạn liệt kê top 12 vào thì nó hơi ác và giải Tier 1 vừa rồi họ tham gia thì họ đứng ở vị trí top 10 tại Esports World Cup thì vị trí top 10 không phải là vị trí mà chúng ta thống nhất là nó sẽ vinh danh chúng ta thống nhất vinh danh từ top 6 đổ lên nhá cho nó đẹp đẹp trai Đấy, cho nó đẹp trai thì thực tế là nếu mà nhìn vào cái thành tích gọi là ở những giải tia một tia hai này thì là p cũng chưa phải là quá kinh khủng cũng chưa phải quá kinh khủng Đấy, chưa phải quá kinh khủng rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với con còn team nào nữa team flash à team flash à hùa 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 và bây giờ team flash bây giờ là hùa team nha tất nhiên là team flash họ sẽ giữ lại cái cái thành tích riêng của họ team flash this team has this band. <laughs> team này đã bị giải tán <laughs> nghe khổ thật và ngoài nữa thì chúng ta sẽ lùa lại cái thành tích của họ sau ok chúng ta nhìn thấy đây. team flash họ có một cái bảng thành tích rất dài một bảng thành tích rất dài luôn để từ năm 2020 Ok, đầu tiên thì họ có một cái giải, một cái chức vô địch giải à ở tia 2 là piala President. giải này thì uh, trong cái thành tích chung của team flash thì họ vẫn tính đấy trong thành tích chung của họ vẫn uh, và họ vẫn vinh danh cái giải này thì tôi cũng không biết là có nên lấy giải này làm làm đưa vào trong này hay không nhưng mà thôi để gọi là phe với team flash vì họ vẫn tính đây là một giải đấu uh, đây cũng là một giải đấu ở cấp độ khu vực mà dù nó không phải do gana tổ chức nhưng mà thôi tôi vẫn sẽ tính cho họ là có một chức vô địch tia hai ở cái giải đấu này thì họ ngoài ra thì họ có một cái á quân của giải tia hai nữa là giải đấu trường sinh tồn 2020 Spring đấy, tức là trong năm này họ có một cái vô địch và một cái tia hạ một cái vô địch này họ có một cái vô địch và một cái á quân của cái tia hai kinh phết đấy nhìn team flat đã thấy xịn xịn rồi rồi tiếp theo là hạng 4 các giải tia hai một loạt hạng 9 hạng 4 năm 2020 không quá thành công Ok và sorry anh em có tí uh, tin nhắn Tiếp theo đến năm 2021 thì họ có gì? Họ có cho mình toàn là giải tia 4 Có một giải tia 2 thì họ về hạng tư là Arena of Survivor 2021 Spring đấy, thì nói chung là nó cũng uh, không phải là cái gì đấy quá là ghê gớm Đấy nếu mà xét trong bản thành tích này, một năm thi đấu không thực sự là thành công Vì năm 2021 thì họ vẫn còn đang sử dụng cái line up của uh, DNP Nếu mà tôi nhớ không nhầm rồi sau khi mà họ lấy cái like của thầy beo về Thì mọi thứ nó sẽ khác biệt ngay à, Mọi thứ sẽ khác biệt ngay Đầu tiên là họ có một chức vô địch nữa Là VFL Serie A 2022 Spring à, Thì đây là một giải tia 2 Để có thể đến thẳng với chung kết thế giới à, ghê không? Đã họ sẽ có thêm một chức vô địch nữa là hai đúng không? Một chức vô địch nữa là hai này Rồi Tiếp theo là hạng nhì của VFL Serie A Summer 2020 Đấy, VFL họ có thêm một cái Á quân nữa, có hai hai cái Á quân. <laughs> hai cái vô địch hai cái Á quân của giải đấu tia 2. Đấy, của giải đấu ở cấp độ tia 2. Thì nói à, chung là cũng là một cái thành tích khá tốt nhỉ. Và thành tích cũng khá là tốt. Đây chúng ta đang có đây tôi đang xem lại từng năm một giải Serie A Winter này họ về top 7. Sau đó thì họ vô địch Serie A top uh, vô địch Serie A này. Rồi à, hạng nhì Serie A này. Rồi Goi Ở FIFA World Series thì nói chung là họ tham gia khá nhiều FIFA World Series Nhưng mà toàn top 10 với top 15 thì Vinh danh không ổn lắm Tiếp theo đến năm 2023 họ lại vô địch Việt Nam thêm một lần nữa Là VFL Spring 2023 à, Gọi là hạng nhất à, Vô địch đấy Vô địch Về hạng nhất Tức là họ có một cái vô địch nữa là có 3 chức vô địch 3 chức vô địch tier 2 và họ có một cái hạng nhì Có một cái á quân của CS Á quân CS uh, Nhân 1 Cũng uh, là cái mà chúng ta thống nhất và vinh danh Đấy Ok Ngồi thắng làm vua thua đếm cúp anh em ạ <laughs> Đây là Đây ta ngồi đếm, đếm cúp cho các đội Và họ có một cái hạng tư Của Battle Royale hai uh, Summer 2023 Thế thôi Nói chung là cái thành tích thi đấu ở quốc tế của team Flash thì nó khá là đuối và chúng ta không có nhiều thành tiệu ở các giải tiêu 1 Thậm chí là họ còn toàn đứng ở dưới vị trí top 6 đổ lên cơ Thì nói chung đây là một cái thành tích mà nó cũng quốc tế mà nó cũng chưa phải là kinh khủng khiếp lắm Nếu như mà chúng ta xét ở những giải đấu tiêu 1 Đấy, Chúng ta xét những giải đấu tier 1 tức là cấp cấp độ thế giới mà theo định nghĩa Liquidpedia nhé tại vì thật ra bên ANA họ thay đổi hệ thống nhưng mà họ cũng chưa bao giờ nói rằng giải nào với giải nào giải nào với giải nào, giải nào, với giải nào cấp độ nó ra sao rồi à, chúng ta sẽ đến với một đội nữa là vgaming vgaming là một đội mà thực tế là trong thời kỳ mà họ tồn tại họ cũng làm rất nhiều điều à, tôi rất tiếc là vgaming bây giờ không còn tồn tại nữa là tôi nghĩ rằng là khi mà làm lịch sử về giải đấu của vfl tôi nghĩ rằng vgaming cũng là một trong đội mà họ xứng đáng nó xuất hiện ở trong cái vinh danh thực sự đây là vgaming Minh này thì thành tích của họ tốt. Tôi nghĩ là rất là tốt từ cái năm mà đấu trường sinh tồn bắt đầu đến giờ. À, chúng ta có chúng ta có đây. À, tôi không biết là cái chức vô địch của King of Free Fire có được tính cho p Sport hay không. Đấy, cái này thì tôi sẽ đặt một dấu chấm hỏi ở đây nhá. Tức là chức vô địch của King of Free Fire 2019 thì sẽ được tính cho King of Free Fire hay là tính cho Team Flash thì cái này tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ là tính cho King of Free Fire 2019 thì có được tính cho p sport tính cho phước không vì tim tim của phước mà ok có lẽ là nó là kinh ở free fire thì hợp lý hơn đối với trong thời kỳ tồn tại của mình ấy thì vi minh họ có cho mình đó là chức vô địch hai chức vô địch liên tiếp của một giải tia hai đó là à, đây này họ còn có một giải tia hai nữa là giải free fire asia all star năm 2020 đấy giải này cũng được tính là giải tia hai luôn và họ liên tục đây nhá đây họ có một chức vô địch tia 2 là đấu trường sinh tồn 2020 mùa xuân này đấu trường sinh tồn 2020 mùa hè và đấu trường sinh tồn 2020 mùa đông thì họ có là bình hai chức vô địch và một chức á à quân chỉ trong khoảng 1 năm ghê không quá ghê đội bán dê Đấy. vô địch tia 2 là nhân 2 à quân nhân 1 trong 1 năm nhé trong một năm thôi không không cần gì nhiều tính ra vì mình cũng là một trong đội mà cái thành tích họ rất dày tuy nhiên thì đến uh, giải rất quan trọng là giải tia một là free fire continental series asia thì họ chỉ đứng ở vị trí top 11 rồi đó là năm 2020 qua năm 2021 thì đấu trường sinh tồn 2021 mùa xuân họ đứng thứ năm uh, đấy là giải tia hai này rồi ở một giải tia hai khác là vfl series 2021 mùa đông thì họ đứng ở vị trí top 6 thì đây không phải là một chỉ số quá là tốt dành cho Vi Minh. Thì năm 2021 Vi Minh thi đấu không thành công lắm. Tiếp theo thì đến uh, 2022 thì họ bắt đầu bằng á quân của VFL Serie A 2022 Spring, tức là họ thêm một chiếc á quân ở một giải tia 2, tức là hai lần á quân này ở giải tia 2. Rồi. Và sau đó thì họ đi bắn World Series, họ đứng vị trí top 6 của Free Fire World Series 2022 Sentosa Tức là họ có một top 6 Một uh, Sixth place Như chúng ta đã có nói rồi Họ có một cái top 6 ở một giải tier 1 Và Còn cái thành tích này thật ra top 6 thì nó cũng hơi xa Nhưng mà tôi nghĩ là Vinh danh ở đây thì cũng không cũng không đến mức quá Cũng không đến mức quá đâu uh, Ok, tiếp theo chúng ta có gì nữa uh, Cái này là cái uh, có một giải tia 2, đây là hai giải VFL Summer họ đều đứng ở vị trí top 5. Đội này toàn về top 5 ấy nhỉ? <laughs> đây toàn về top 5 trong năm 2023. Sau đó thì đến đến uh, Việt Nam Spring thì làm giải tia 3 thì họ giải tán, còn Snapdragon thì họ đứng vị trí top 15. Như vậy trong thời kỳ tồn tại của mình thì uh, Vi Minh lần cao nhất là họ đứng top 6 ở một giải tia 1, một giải cấp độ châu lục toàn cầu và hai lần vô địch một giải tier 2 tức là giải đến thẳng được một giải lớn cộng thêm với cả hai á quân. Uay, tính ra là nếu mà gọi là quốc nội ấy, tính ra là quốc nội thì tôi thấy là Vi Minh họ chỉ sau team Flash thôi, team Flash có 3 chiếc vô địch quốc nội. <laughs> Còn à, uh, có hai chiếc vô địch quốc nội, ghê nhỉ? Quá ghê đội bắn dê, quá ghê quá ghê. Quá ghê. Đấy, mà dù vậy thành tích thi đấu ở ở uh, quốc tế của Vi Minh thì cũng không phải quá ấn tượng. Rồi, còn team nào nữa? Team Flash, HQ Sport này, WAG Heavy, P Sport, Team Flash V Gaming. còn đội nào uh, nổi bật nữa không ta? Hết rồi nhỉ? Big, big Six của chúng ta. <laughs> big Six của chúng ta một thời và top top 6 chúng ta còn một số đội khác họ cũng từng thi đấu uh, uh, rồi nhưng mà thực ra thì đối với đấu trường sinh tồn thì cũng không có nhiều đội đã từng lên ngôi vô địch đâu. Đấu trường sinh tồn thì có lẽ là cái số đội mà lên ngôi vô địch được nó cũng không phải là quá nhiều. À, thế nên là cái thành tích của chúng ta chúng ta có tổng cộng là 10 mùa đấu trường sinh tồn tất cả trước khi mà mà nó kết thúc và chuyển qua cái hệ thống thi đấu mới đây cái VFL series đây đây thì đây là hệ thống à, được thay thế cho Arena Survivor thì đây chúng ta cũng nhìn thấy này à, trong những cái thời gian tồn tại của nó nó tồn tại 5 mùa giải mang tên là VFL thì có Butter Sky Butter Sky ở vô địch là hai lần Butter Sky ở vô địch là hai lần và cái thành tích của Butter Sky này thì cũng không tính cho cũng không tính cho Team Flash đâu nhá. Đấy, chúng ta sẽ đây Butter Sky dù sao thì họ cũng lại một nhà vô địch đó là Team uh, BTS. Với đấy thì cứ tưởng là BTS là ca sĩ. <laughs> và OK thì họ vô địch uh, giải Tia 2 hai lần. Đấy, họ vô địch giải Tia hai hai lần. Đến như vậy thì Beo vô địch 4 lần. À, thấy Beo quá ghê. thì Beo vô địch 4 lần. <laughs> và họ hai lần vô địch đó là đấu trường sinh tồn 2021 Spring là một giải tia 2 và VFL Serie A 2021 Winter thì đều là hai giải tia 2. Ngoài ra thì vậy thôi, cũng không có và <laughs> một hạng 3 năm 2020 của giải Winter. Cái này cái này được tính cho team này tính cho team Flat ta. <laughs> Đó thì đấy là Butter Sky hai lần vô địch thôi. Và hạng 9 tại Asia Championship năm 2021. Đó. Đấy thì VFL cũng chỉ tồn tại uh, có mấy mùa như này thôi, thế là đâm ra kiểu uh, chỉ có 10 nhà vô địch thôi mà. 10 nhà vô địch thì trong đối với đấu trường sinh tồn thì chúng ta có uh, đây là đây là đấu trường sinh tồn này. Đấu trường sinh tồn thì Vi là uh, cái phiên bản đấu trường sinh tồn thì heavy vô địch một lần này, Butter Sky vô địch một lần, uh, Vi vô địch hai lần, King of Free Fire vô địch một lần và WOG vô địch một lần. Đến uh, cái phiên bản VFL thì tức là chúng ta có tổng cộng 11 mùa. 11 mùa tất cả thì Butter Sky làm 4 phát <laughs> Brother Sky, à Sky làm hai phát, Flat làm hai phát, đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta được thấy ở trong cái giải đấu này. Đấy. à ừ, Quên mất God of War nha, quên quên God of War, quên 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 mà God of War nha, xin xin lỗi uh, fan của God of War. Quên mất một đội uh, đội này thì God of War thì họ lại có có một cái là họ lại không có chức vô địch nào, nhưng họ lại về nhì rất nhiều lần đội này về nhì rất nhiều lần đây chúng ta sẽ check với god of war nữa Chờ, bậy quá và bậy quá quên mất god of war xin lỗi nha và bậy quá anh em ạ ừ. ngoài ra thì cái đội hình của hq Quy sport còn một lần về nhì với cái tên là sbtc Esports sport nữa cơ <laughs> nhưng mà bởi vì cái thời gian tồn tại mấy đội nó ngắn nên đấm ra kiểu cũng à... nếu mà liệt kê hết tất cả đội ra đây thì sbtc thời gian thi đợi thời gian tồn tại họ khá ngắn rồi à, chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng đi đó là god of war đi God of Warp thì chúng ta có giải tia 2 đầu tiên thì họ đứng ở vị trí top 7 đó là giải năm 2021 ừ, sao mươi hay trước đây họ tên là Gao nhỉ không biết là trước đây có tính là cả God of War cả Gao ấy không nhưng mà tính là God of Warp, họ cũng họ các giải tia 2 thì có một lần về nhì năm ngoái này là một lần á quân này hai lần á quân này một lần á quân uh, giải Battle Royale 2023 đây à quân Tôi cứ ghi ở đây à quân X-1 đã Rồi, à quân bên CS à, CS cũng là X-1 X-1 Đội này chưa có chức vô địch nào Nên là cũng để sẵn chữ A-quân là hợp lý Đấy, A-quân à, Rồi, á à, quân một lần Về sinh tồn Tiếp theo một số giải tia 2 trước đấy thì VFL Serie A Summer 2022 Thì họ đứng top 9 Thì cái này cũng không được tính rồi Top 6 VFL Serie A Spring 2022 Thì cũng quá là, quá xa quá xa ở giải Asia Championship họ đứng tận thứ 20 21. Rồi, hạng 3 ở Serie A 2021 Winter. Và có hạng nào cao hơn không? Hạng 2, ui hạng 2 ở Việt Nam Team của tôi ấy. Và hết rồi. Đội này có một lần á quân thôi. Đội này thì thật ra về nhì khá nhiều lần nhưng mà trong thành tích của họ mà gọi là chính xác thì là có hai lần á quân. Vua về nhì. À, một lần về nhì tử chiến và một lần về nhì ở vfl còn trước đó thì họ cũng không có nhiều lần về nhì cho lắm nếu mà theo gì mà chúng ta nào thấy ở đây họ mới có một lần về nhì thôi thế thì cũng chưa đến mức gọi là vua về nhì lắm nhỉ rồi thì đấy là cái 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 hệ thống giải đấu của chúng ta rồi thì sau khi mà chúng ta tổng kết xong như vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại này ở trong cái bảng này Chúng ta có HQ Sport một lần vô địch giải tia 1 và một lần hạng 5 của giải tia 1. Đó là chung kết thế giới và thì tôi nghĩ rằng là cái chiếc vô địch này người ta nói rằng là giải tia 1 thì tôi nghĩ là nó là một thứ rất quý giá. Hai lần á quân giải tia 2 tức là giải Việt Nam và một lần vô địch Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là trong các đội Việt Nam ấy có lý do để cho rằng HQ Sport là đội có thành tích tốt thành tích tốt còn nếu tốt nhất hay không thì nó tùy theo quan điểm của các bạn <laughs> WAG thì khá có duyên với cái giải tia một một lần hạng tư một lần hạng năm tuy là chưa sờ được vào cúp nhưng mà cũng là một cái thành tích rất là tốt một lần vô địch Việt Nam và một lần vô địch tử chiến <laughs> tiếp theo thì Heavy một lần vô địch à một lần một lần uh, vô địch Việt Nam một lần Á quân và một lần hạng tư tại một giải ở tier 1 ở cấp độ 1 và VM thì có một lần hạng 6 ở một giải cấp độ 1. Team Flash và P Sport là những đội mà có thành tựu ở trong 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 nội uh, địa và các giải cấp độ tier 2. Nhưng mà có lẽ là P Sport cũng sẽ cần có một cái đâu đó top 1 top 2 đấy ở một giải tia tier 1 nhưng thực ra ấy là từ năm 2024 trở đi ấy, sau khi hệ thống FIFA World Series mới được thiết lập ấy thì cái việc mà giành được thành tích ở tier 1 là rất khó. Là rất rất rất, rất khó luôn Tại vì là hệ thống tia 1 bây giờ nó không còn nhiều giải và các đội bây giờ nó quá mạnh so với cả ngày xưa rồi Thế nên là cũng là một câu chuyện khó, một câu chuyện khó Nói, không nói như vậy thì cái chức vô địch của HQ Sport là rất khó với cái chức, cái giải của HQ Sport nó tận 31 đội tham dự đấy, rất khó luôn Cái thời đấy HQ Sport nó cũng mạnh đi Đấy, còn Team Flash cũng có một lịch sử rất hào hùng, Via Minh cũng tương tự như vậy Butter Sky, rồi God of War thì hy vọng là cái thống kê này của tôi thì các bạn có thể tự đưa ra cái đánh giá cho bản thân mình tất nhiên là đối với mỗi người thì sẽ có những cái đội tuyển mình yêu thích sẽ có những đội tuyển mà là số 1 trong lòng chúng ta nhưng về mặt thành tích thì hãy nhìn vào thành tích và hãy nhìn vào những cái trang uy tín mà họ đã liệt kê cho chúng ta về thành tích của các đội này thì đây là cái mà 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 tôi đấy tôi ngồi tôi đếm trực tiếp cho các bạn luôn đấy, thì đó là những cái mà tôi muốn cung cấp cho các bạn thuần túy về mặt thông tin thôi các bạn có thể hoàn toàn free để thoải mái chia sẻ cả thưa ở phía dưới. Đừng quên like, subscribe kênh của bình luận viên Riaki nha. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.